Kính thưa cộng đoàn, quý của ông cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến, hôm nay mùng 3 tháng 9 giáo hội kính nhớ Thánh Gregorio cả giáo hoàng tiến sĩ hội thánh. Nhiều sử gia khi viết về đời sống và hoàn cảnh xã hội dưới thời Đức Gregorio đã không ngần ngại ghi bốn chữ sau đây, Hoàng Kim Thời Đại người ta có thể hãnh diện về người mình quen biết về người mình mến mộ hay suy tôn là bậc thầy khi đời sống của con người đó để lại nhiều công trình tốt đẹp thánh gregorio được sinh ra trong một gia đình đạo đức và thế giá tại la mã đạo đức đã đảm bảo cho thánh nhân một cuộc sống trong lành trong xã hội và thế giá cho thấy tương lai của thánh nhân hứa hẹn nhiều chỗ đứng vững chắc trong xã hội loài người lịch sử ghi lại ngay từ buổi thiếu thời thánh nhân đã tỏ ra là một đứa bé rất thông minh tài trí và có lòng đạo đức tuyệt vời càng lớn lên ngày càng học giỏi mưu lược và có tài lãnh đạo vì thế càng lúc ngày càng được ngày càng bước lên những nấc thang cao của danh vọng trần gian. Tuy nhiên là con người đạo đức thánh thiện, thánh nhân vẫn không cảm thấy thỏa mãn và luôn sao xuyến như chưa làm được gì lợi ích cho Chúa và cho giáo hội. Chúa luôn có con đường của Chúa và Chúa đưa con người đi theo hướng đi theo hướng, theo ý định của Ngài. Nên vào năm 575, Thánh Nhân đã dứt khoát theo Chúa, Ngài bán tất cả của cải sẵn có, phân phát chia sẻ cho những con người nghèo và dẫn thân vào một tu viện. Năm 585, Ngài lãnh nhận chức phó tế và được giáo hội sai đi thi hành sứ vụ tại công tăng Tinh Ốc. Ngài có tâm hồn mục tử, con tim nhạy bén yêu thương người nghèo và có tài điều khiển. Vì thế ngài được giáo hội mời về Roma để giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo triều. Điều gì Thiên Chúa đã định người thực hiện ý định của người. Vào năm 590, ngài được bầu vào chức vị tối cao của giáo hội, cái vị Thánh Phêrô trên ngai tòa giáo hoàng con người và cuộc đời. Có thể nói ngay giây phút thánh nhân quyết định bán tất cả của cải và chia sẻ cho những người nghèo. Chính giây phút đó Ngài đã vâng theo tiếng gọi của Chúa, nhất định đi theo Chúa chứ không như chàng thanh niên giàu có tiêu nghỉu. Bỏ đi khi Chúa Giêsu nói với anh, ngươi chỉ còn thiếu một điều, Thánh Gregory đã hiểu rõ ý Chúa và thực thi ý Ngài. Ngài đã biến giây phút ấy trở thành giây phút hồng phúc nhất để theo Chúa Kitô trên đường phục vụ và giới thiệu nước trời. Trên ngai tòa Thánh Phêrô 14 năm trời, Thánh nhân đã nỗ lực xây dựng Hội Thánh trong nhiều lãnh vực: chú giải Thánh Kinh, phục hưng bình ca và phụng vụ. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng Gregory cũng đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề xã hội như và những tiến bộ khoa học kỹ thuật thánh Đức Thánh Cha Gregorio có cái nhìn sâu sắc và nhìn rộng khắp trên mọi lãnh vực. Vì thế, triều đại giáo hoàng của Ngài là một triều đại hài hòa giữa đạo và đời. Thánh nhân lưu tâm đến sự thăng tiến trong đời sống đạo, nhưng Ngài cũng luôn nhắm nhầm, luôn nhắm phát triển xã hội sao cho phù hợp với đà tiến của nền văn minh, Tuy làm giáo hoàng nhưng thánh nhân luôn sống giản dị, khiêm tốn và yêu thương người nghèo. Ngài luôn tâm niệm lời Chúa Giêsu sống hiền lành và khiêm nhường, sống để phục vụ Chúa cũng phải được hầu hạ. Đức Gregory luôn tự xưng mình là đầy tớ của các đầy tớ Chúa. Thánh nhân nhắc nhớ qua cuộc sống thánh thiền đạo đức của thánh nhân Đức Gregory muốn gửi cho mọi người sứ điệp hãy sống thật tình, sống đạo đức và dân thân phục vụ Chúa Kitô. Cuộc đời của mỗi người kêu tơ hữu là một món quà quý giá Chúa trao tặng cho ta. Hãy làm cho món quà ấy trở nên hữu ích và ngày càng quý hóa hơn vì nó là hình ảnh của chính Đức Kitô. Thánh nhân qua đời năm 604 và vào năm 1298, Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 8 đã tôn phong ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh. Lệ thánh Gregorio cả giáo hoàng xin ban cho chúng con tâm hồn hiền lành và khiêm nhường như thánh nhân. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại như thánh nhân để chúng con biết yêu thương người nghèo, xin ban cho chúng con biết nỗ lực xây dựng giáo xứ, giáo họ và xây dựng con người mình cách tốt đẹp. Amen. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.